Hai sở của bác ơi, thật ra hôm nay rất là bận này, em bây giờ mới có thời gian để view cho các bác xem này. Thật ra thì bây giờ hàng đóng mới đi này, các bác còn tầm 20 đến 30 ký đơn của các bác nữa thì chắc là đôi bạn ngày nữa các bác nhé. Các bác thông cảm chờ em tí, các bạn hôm nay rất là bận. Đây, hôm nay con này đẹp quá, em định mang về cho các anh em thợ nó dọn, dọn đêm cho anh cho các bác một con siêu phẩm này, một siêu phẩm đến từ Panasonic nhé. Con này là con đầu 40, sản xuất 2015. Đây các bác này. 40. Đấy, chạy điện 200V năm 2015. Cực đẹp luôn. Điện 200V luôn. Đây các bác này, 200V 2015. Cục nóng của nó là mặt lạnh nặng là 10 kg. Siêu đẹp luôn, con này là siêu đẹp. Đây các bác xem này. Đây 2015. Từ cái tem của nó mới đẹp đẹp. Mới đẹp đẹp. Đó. Đây. Em quay từng chi tiết một. Eco Lalo Navi đây. Em dán thêm mấy cái tem này cho nó trang trí cho nó đẹp các bác nhá. Và là Panasonic cực mới cực đẹp luôn. Đây các bác xem này. Đấy, con này chạy chạy được phòng khoảng 20 đến 25 m2. 20 đến 25 mét vuông các bác nhá. 20 mét vuông thì chắc là thôi. Mát thì cực mát luôn. Đây, cục nóng đây. Nóng EX405C2. Ga của nó chạy ga R32 các bác nhá. Chạy ga R32. Điện 200V. Cục nóng nó nặng 28 kg thôi. Gà của nó 6 lạng 8. Cực ít gà, như chung của gà 32 thì các bác biết rồi đấy. Nó tốt, nó mát, nó tốt cho sức khỏe, nó rất là mát các bác nhá. Rất là mát luôn. Cực tốt cho sức khỏe. Đây, chạy gà R32. Cục nóng đây. Nóng đây. Đấy, nóng đây. Đây. Đây điều khiển của nó nha các bác nhá. Điều khiển này sẽ có được cả Lalo Ecolavi, đầy đủ các tính năng cả, full tính năng. Đấy, con này có chức năng. Chức năng đời cao. Em sẽ test khiển, tự khiển con này ông ăn thôi. Mình sẽ chạy thử khiển cho các bác xem nhé. Đây, xem nó mở nó đẹp như nào. Quấy, bác xem này. Nó sẽ là hai cánh vẫy, hai vẫy, hai vẫy và đảo gió hai bên. Đó, đấy đảo gió này. Em đang ở bên này nên nó sẽ đảo sang bên này. Quấy, đảo liên tục. Đấy, đảo đấy các bác nhìn chưa? Vẫy trong đấy, vẫy trong. Quấy, vẫy trong đấy. Đảo 4 chiều 4 hướng luôn. Đây các bác xem đẹp chưa? Ngáp lớn. Ngáp nó cực to luôn. Đây các bác xem này, theo chiều dọc của nó. Sẽ đảo 4 hướng luôn. Đấy. Nó sẽ chế độ tự động. Tự động đảo. Người đi đâu nó sẽ đảo đấy. Đấy, con này rất hiện đại. Con này cực hiện đại. Nói chung nhà em cũng ít dọn lên con này. Vì tại sao? Vì những con này thì thật ra các em thợ họ tranh nhau luôn. Nên mình không có cơ hội để mình bán cho người tiêu dùng cả. Em nói thật, mấy con này thì tranh nhau luôn. Mấy con này các bác thợ đấy, các bác đến tranh nhau. Ôi, bác xem đẹp chưa? Nói chung con này mà cứ ấy ra một phát là các anh em thợ sẽ tranh nhau mua. Sẽ rất là khó để mà bán cho các bác tiêu dùng được. Ôi, ngạp đấy, các bác xem này, cái ngạp lớn. Ôi, thấy chưa? Ôi, cực đẹp các bác nhá. Con này chạy thì thôi rồi. Máy như máy Việt Nam thì chắc không thể ăn được. Hàng chức năng, dọn dàn, tự động dọn dàn. Rồi đời thì rất là cao. 2015. Hàng giống như kiểu hàng lướt. Đấy. Em làm như thế này các bác xem. Con này treo nó phòng khách thì thật ra cực kỳ tuyệt vời. Mà giá cũng rất là hợp lý. Chỉ tầm hơn 9 triệu một tí các bác. Hơn 9 triệu. Các bác đã con này rồi. Máy 16.000 BTU. Hàng tính năng. Đấy. Dọn dàn. Lalo Ecolavi đấy, chế độ tiết kiệm điện, cực tiết kiệm điện luôn. Chạy những con này mà phòng như vậy mà chạy nó mát dịu êm, chạy ga R32 rất tốt cho sức khỏe các bạn ạ, rất tốt cho sức khỏe đấy, mà rất là đẹp này, nhìn nó mở này này, quấy các bác xem, cực đẹp luôn, tuyệt vời luôn, nhìn mê luôn, nhìn những con gái 18 đấy, nhìn cực xuất sắc luôn. Cục nóng cũng rất là đẹp đấy, cục nóng cực đẹp luôn đấy các bạn. Các bác cần inbox cho em hoặc liên hệ trực tiếp em số điện thoại là 0961519122 các bác nhé. Cái con vít này, máy 16.000 BTU vít này, sản xuất 2015 này các bác nhé. Sản xuất 2015, cực mới luôn, siêu lướt luôn. Đấy, siêu lướt, siêu mới luôn. 2015, Panasonic các bạn. Cực đẹp như con này mua rất là hiếm luôn. Em đoán rất là hiếm. Vì các bác thừa, nếu các bác xem theo video của em thì các bác thấy ấy. Em có giờ view con này bao giờ đâu. Thật ra hôm qua hôm kia thì nó xuống công được tương đế con thì
em phải mau mãi em cất đi. Em cất đi để em view hôm nay làm một cái video hay hay tí. Nhiều lắm mà không view video hay, toàn các bác đặt nhiều quá thì không kịp mà view để mà bán. Em nói thật, kịp sao mà view để bán được. Nên hôm nào mà em ít video là trước tổ hôm ấy em rất là bận, mà đơn hàng cũng rất là nhiều các bác. Đơn hàng nhiều không có thời gian để mà view. Em nói thật, đơn hàng nhiều thì view không sao được. Toàn bán khách gọi đến, thật ra một ngày tiếp bao nhiêu các bác khách cũng đau hết cả đầu rồi. Vì nhiều, mỗi người thích một kiểu, mỗi người thích một kiểu. Nên là nếu mà ai mà cần thì inbox trực tiếp. Nhưng con này đẹp, em làm một video để quảng cáo thôi. Đấy, để quảng cáo như con đầu 40 này, Eco Lavi Nano này, tiết kiệm điện này, chức năng này, đầu 40 tương đương máy 16.000 BTU, chạy vòng 20 đến 25 m2 đổ về. Thôi nhá. Siêu đẹp. Nắp lên thì thôi rồi, siêu đẹp. Khiển chiếc đầy đủ cả. Con này điện 200V, các bác cứ thế là dùng thôi các bác nhá. Các bác cần inbox cho em báo giá cho con này, các bác nhá. Rồi, cảm ơn các bác.